Kính chào quý ông bạn chị em Chào mừng quý ông bà anh chị em đến với một mối men cho đời Phần suy niệm tin mừng Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ tin mừng của Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Ngày cầu nguyện cho ơn gọi Thiên Triệu làm linh mục tu sĩ nam nữ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: trên tôi thì nghe tiếng tôi tôi biết chúng và chúng theo tôi tôi cho chúng được sự sống đời đời chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả và không ai có thể cướp đi khỏi tay cha tôi tôi và cha tôi là một Kính thưa quý ông bà chị em Chúa Nhật thứ tư phục sinh hôm nay Được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành Là Chúa Nhật mà toàn thể giáo hội Hướng về việc cầu nguyện cho các linh mục Giám mục Luôn biết sống theo gương Chúa Giêsu Vị mục tử nhân lành Đối với đàn chiên Được ủy thác cho mình Đồng thời Chúa Nhật hôm nay Còn là ngày quốc tế ơn gọi lần thứ 56 Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ biết can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu khám phá ra kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho cuộc sống của chúng ta và xin Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm bước đi trên con đường mà ngay từ đầu Ngài đã chọn gọi mỗi người chúng ta. Nhân dịp này, xin chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em ba điều sau đây. Điều thứ nhất, Chúa vẫn muốn và cần chúng ta quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để được sống hạnh phúc. Và điều thứ hai là mọi ơn gọi đều là một ân ban cần phải biết trân quý và quảng đại đáp trả. Và điều thứ ba, cần biết tín thác vào Chúa để bảo vệ ơn gọi của mình. Trước hết, chúng ta hãy luôn nhớ rằng chúa vẫn luôn muốn và cần chúng ta quảng đại đáp lại tiếng gọi mời của chúa để được sống hạnh phúc đây chính là tâm điểm của tin mừng hôm nay chiên ta thì nghe tiếng ta ta biết chúng và chúng theo ta ta cho chúng được sống đời đời chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta chúa luôn mời gọi chúng ta và mong muốn chúng ta lắng nghe và đến với Chúa. Thế nhưng, giữa cuộc sống hiện đại của thời 4G, chúng ta lại phải đón nhận biết bao tiếng gọi mời và lôi kéo khác nữa. Có sự lôi kéo của hưởng thụ vật chất, có sự lôi kéo của những sản phẩm thuộc đời mới hơn, nhiều chức năng hơn, khiến chúng ta mải mê chạy theo và đuột đuổi không ngừng có sự lôi kéo của hình ảnh quảng cáo, của thời trang, của sách báo, khiến chúng ta chẳng làm chủ được cái nhìn và đi đến chỗ phạm tội. Để chống, để chống lại những lôi kéo bên ngoài này, chúng ta cần phải có một nội lực mạnh hơn ở bên trong. Đó chính là ơn Chúa. Nếu chúng ta biết lắng nghe và để cho Chúa kéo và không cưỡng lại, thì chắc chắn Chúa sẽ kéo chúng ta về với Chúa. Chúng ta sẽ cảm nếm được sự chăm sóc ngọt ngào của vị mục tử nhân lành dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ được sống và sống hạnh phúc dồi dào. Điều thứ hai, mọi ơn gọi đều là một ân ban, cần phải biết trân quý và quảng đại đáp trả. Chúng ta vẫn thường nghe nói về ơn thiên triệu, đó là ơn gọi từ trời đó là tiếng gọi của Chúa từ trời cao gọi mời chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta trở nên những tu sĩ, linh mục, giám mục, ngang qua đời sống dâng hiến. Thế nhưng ơn gọi đặc biệt này lại khởi đi và đặt nền trên ơn gọi căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là ơn gọi làm con Chúa. Do đó, khi lãnh nhận bí tích lửa tội tất cả chúng ta đều lãnh nhận một món quà cao quý. Món quà cao quý ấy là chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa, được tập hợp trong đại gia đình giáo hội. Nơi đó, đời sống Kỳ tơ hữu được sinh ra và phát triển. Giáo hội là mẹ của chúng ta. Giáo hội đưa chúng ta đến cuộc sống mới và dẫn chúng ta đến với Chúa Kỳ Tô. Vì vậy, chúng ta phải yêu thương người mẹ này ngay cả khi ta nhìn thấy khuôn mặt của giáo hội bị tàn phá bởi những yếu đuối tội lỗi của con người và chúng ta phải giúp giáo hội trở nên xinh đẹp và rạng rỡ hơn để giáo hội có thể làm chứng cho tình yêu của chúa trong thế giới này vì thế thiên chúa mong muốn cuộc sống của chúng ta không trở nên vô vị và có thể đoán trước ngài không muốn cuộc sống của chúng ta bị giam cầm trong những thói quen hàng ngày hoặc không phản ứng trước những quyết định ý nghĩa. Chúa không muốn chúng ta sống ngày này qua ngày khác mà cứ nghĩ rằng mình chẳng có gì đáng để phấn đấu. Rồi dần dà, chúng ta đánh mất ước muốn đi trên những con đường mới mẻ và thú vị. Mỗi ơn gọi là một lời gọi không được đứng trên bờ với mảnh lưới trong tay nhưng là đi theo Chúa Giêsu trên con đường mà Ngài vạch ra cho chúng ta vì hạnh phúc của ta và vì lợi ích của những người xung quanh. Điều thứ ba cần biết tín thác vào Chúa để bảo vệ ơn gọi của mình. Chúng ta thường biết rằng mọi ơn gọi trong đời sống dâng hiến đều khởi sự trong niềm vui trong sự hấp dẫn lôi kéo của Chúa ngang qua cuộc đời của các linh mục, tu sĩ nam nữ khi họ về tạ ơn trong ngày chịu chức hay trong ngày khấn dòng, hoặc vì những lối sống quả cảm của những tu sĩ linh mục ấy. Thế nhưng khi bước vào cuộc sống ơn gọi, chúng ta mới thấy những thách thức, những khó khăn phải đối diện, phải vượt qua. Chúa muốn chúng ta phải quyết định dứt khoát đi theo Chúa là để làm công việc của Chúa hơn là công việc theo ý riêng ta. Một quyết định như thế đòi hỏi phải để lại mọi thứ ở phía sau để theo Chúa, để dâng hiến mình cho Thiên Chúa và chia sẻ sứ mạng của Ngài. Nhiều loại rằng có nội tâm có thể cản trở ta đưa ra quyết định này, đặc biệt là trong bối cảnh tục hóa lan tràn Nơi đó dường như không còn chỗ cho Thiên Chúa và tin mừng. Những nơi ấy dễ phát sinh ra chán nản và người ta thường rơi vào tình trạng hy vọng ẻo uột. Tuy nhiên, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của người dâng hiến đời mình cho Chúa. Đừng điếc lác trước tiếng gọi của Chúa. Nếu Ngài gọi chúng ta đi vào con đường này, xin đừng buông xuôi mái chèo, nhưng hãy tín thác nơi Chúa. Đừng gục ngã trước sợ hãi, vốn là điều làm cho chúng ta tê liệt trước những tầm cao lớn lao mà Chúa chỉ cho chúng ta. Chúng con hãy luôn nhớ rằng, với những ai bỏ thuyền lưới lại đằng sau mà đi theo Chúa Giêsu, Thiên Chúa hứa ban niềm vui về một cuộc sống mới có thể lấp đầy tâm hồn chúng ta và làm cho hành trình của chúng ta thêm sống động vào ngày thế giới cầu nguyện trơn gọi này. Chúng ta hãy tham gia cầu nguyện và cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho cuộc sống chúng ta. Và xin Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm bước đi trên con đường mà ngay từ đầu Ngài đã chọn cho mỗi người chúng ta. AMEN